Chương trình Sáng tạo xã hội và phát triển xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, sau thành công của diễn đàn đầu tiên được tổ chức vào năm 2014, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam phối hợp cùng Hội đồng Anh tổ chức diễn đàn doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2015. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp cùng những bên liên quan cập nhật các thông tin về những chủ đề và xu hướng mới liên quan đến phát triển bền vững, tìm hiểu và thảo luận về các giải pháp mô hình kinh doanh bền vững trên thế giới và Việt Nam. Doanh nghiệp xã hội cũng đã trở thành một trong những chủ đề được quan tâm và đưa ra thảo luận tại diễn đàn năm nay. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn và hội nhập quốc tế ngày một sâu rộng, để nâng cao khả năng cạnh tranh, các doanh nghiệp Việt Nam một mặt cần phát huy những thế mạnh sẵn có để trụ vững trên thị trường, duy trì và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Mặt khác, cần chủ động tìm ra hướng đi mới và cụ thể là tận dụng tối đa các cơ hội do xu thế phát triển bền vững trên toàn cầu mang lại. Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh cam kết của chính phủ trong việc hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp cải thiện năng suất, sức cạnh tranh và phát triển bền vững. Nhưng trên thực tế, hiện nay chưa có nhiều doanh nghiệp thực sự quan tâm đến vấn đề phát triển bền vững. Cũng tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng Việt Nam có thể đẩy nhanh sự phát triển bền vững trong thời gian tới. Vẫn có những nơi, vẫn có những doanh nghiệp làm rất tốt, kể cả từ nghiên cứu phát triển cho đến năng suất, cho đến trách nhiệm xã hội, đạo đức kinh doanh. Và kể cả là qua kinh doanh còn đóng góp chính sách cho chính phủ. Và điều lo, điều buồn nhưng cũng là điều mừng là cái số doanh nghiệp đấy trong tổng số hơn 400.000 doanh nghiệp còn rất ít. Còn rất ít có nghĩa là chúng ta còn có cơ hội phát triển. Vậy chúng ta phải nhìn vào cái cơ hội đó. Và các bạn ở đây là những người trong cái nhóm ít đấy bắt đầu quan tâm đến phát triển bền vững. Các bạn là những nhân tố rất rất quan trọng. Bởi vì từ các bạn, nếu mà ra được một số nhiều hơn trong số 400.000 doanh nghiệp, chưa nói là rồi sẽ lập thêm các doanh nghiệp mới, mà đều quan tâm đến phát triển bền vững, thì chắc chắn chúng ta sẽ đi được. Cái việc phát triển bền vững của các doanh nghiệp thì có cái sẽ được xem xét một yếu tố quan trọng với tất cả các nhà đầu tư và đặc biệt là cái chương trình đầu tư tác động xã hội của Oxfam. Với cái diễn đàn này thì chúng tôi cũng mong muốn nhìn nhận là nó như một cái cơ hội để chúng tôi biết được là các cái Việt Nam đang thúc đẩy phát triển bền vững của các doanh nghiệp như thế nào, đồng thời để nhìn nhận là các cái doanh nghiệp ở Việt Nam đã sẵn sàng để tiếp nhận cái hướng phát triển đó đến đâu. Tại cái diễn đàn này chúng tôi nhận thấy rằng là cái nhóm các cái doanh nghiệp ở quy mô vừa có thể là họ cũng đã có những cái định hướng phát triển bền vững, nhưng mà chưa nhìn thấy có nhiều những cái doanh nghiệp ở quy mô nhỏ và vừa ở đây. Chương trình của chúng tôi khi làm việc với các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì chúng tôi cũng có thể đưa ra cho họ những cái chia sẻ với họ những cái chuẩn mực của quốc tế cũng như là những cái xu hướng phát triển về phát triển bền vững để họ có thể nắm bắt được những xu hướng này và vận hành theo xu hướng này. Hướng tới loại hình doanh nghiệp xã hội vừa được Quốc hội thông qua trong luật doanh nghiệp sửa đổi vào tháng 11 năm ngoái. Diễn đàn Doanh nghiệp phát triển bền vững 2015 đã dành một phiên thảo luận với chủ đề Doanh nghiệp xã hội hướng tới phát triển bền vững. Doanh nghiệp xã hội là một trong những nội dung rất quan trọng của phát triển bền vững doanh nghiệp. Thì trong thời gian tới chúng tôi sẽ làm việc với các đối tác, các hội viên và các đối tác trong nước và nước ngoài để thiết kế ra những chương trình, những sáng kiến mà qua thông qua hoạt động của những sáng kiến đó, chúng tôi sẽ hỗ trợ cái sự phát triển cả về chất, kể cả chất và về lượng của cái cộng đồng doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam. Doanh nghiệp xã hội là những doanh nghiệp mà hướng tới những cái mô hình kinh doanh bền vững và đi song hành với cả việc là thực hiện những cái mô hình kinh doanh bền vững đấy một cách hiệu quả thì họ lại còn giải quyết những cái vấn đề xã hội mà các cộng đồng đã gặp phải. Ngoài ra thì doanh nghiệp xã hội hướng tới hoặc là bản thân họ sử dụng những nhóm những nhóm người lao động là đến từ những thành phần yếu thế và giúp họ nâng cao cái vị thế kinh tế của mình, vị thế xã hội của mình, thì họ sẽ trở thành những người đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của xã hội chứ không phải là trở thành gánh nặng của xã hội. Kinh nghiệm của Vương Quốc Anh trong việc phát triển doanh nghiệp xã hội đã được chia sẻ tại buổi hội thảo, mang đến những thông tin bổ ích giúp doanh nghiệp xã hội Việt Nam có thêm động lực để tiếp tục phát triển trong tương lai. Theo mình nghĩ là nó rất tạo một cái năng lượng thêm cho những doanh nhân xã hội chúng tôi, bởi vì chúng tôi đã nhìn thấy một cái hệ sinh thái có sự ủng hộ từ các
từ tầm vĩ mô, từ các cấp lãnh đạo đến các khối như doanh nghiệp, các khối các tổ chức phát triển. Bên cạnh đó, một số cái chia sẻ từ các đồng nghiệp quốc tế, từ đặc biệt từ kinh nghiệm của Vương quốc Anh, các mô hình rất là thành công của cái phong trào doanh nghiệp xã hội ở bên Anh cũng là một cái định hướng, và cũng nhìn thấy cho cộng đồng doanh nghiệp xã hội Việt Nam nhìn thấy một con đường dù trông gai nhưng vẫn có thể làm được. Bởi vì Anh họ chỉ trong 15 năm mà họ đã làm được như vậy, và họ cũng có cái sự ghi nhận rất là rõ nét từ phía chính phủ. Điều đấy lại chứng minh là ở nước bạn đã làm được thì cũng tạo được một cái động lực rất là tốt cho các doanh nghiệp xã hội Việt Nam. Dù chỉ chiếm số lượng vô cùng ít ỏi, nhưng doanh nghiệp xã hội đã và đang khẳng định vai trò, vị trí của mình trong đời sống kinh tế xã hội, mang đến những giải pháp, sáng kiến hiệu quả, hướng đến những mô hình kinh doanh bền vững, góp phần giải quyết các vấn đề của xã hội. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam 2015, chúng tôi đã có dịp trò chuyện cùng với nữ nam tước Baroness Glenys Thornton, Thứ trưởng Bình đẳng Đảng Đối lập của Thượng viện Vương quốc Anh. Bà là người đã có nhiều sự đóng góp to lớn trong việc phát triển mô hình doanh nghiệp xã hội ở Vương quốc Anh trong suốt hàng chục năm qua. Sau đây là nội dung cuộc trò chuyện. Hello Mrs. Thornton, it is well known that you are one of the champions in the field of developing social enterprises in the UK. Could you tell us the reasons why you decide to promote the development of social enterprises? I have been a member of a cooperative in the UK since I was 16 years old, and I profoundly believe that people should have the opportunity to be involved in their work, in their communities. They should have control over as much of their lives as possible. So social enterprise is a way of expressing that. So it's a and I'm a politician, so I believe it's part of democracy. People should be able to help deliver their services and help and be and own their own work and their worth as much as is possible. So it's partly a political and partly a social thing, but it's been with me all my life. And because I'm a politician, I use the fact that I'm a politician and have a platform to support social enterprises, and have done for many years. When I first started, people used to say, what's a social enterprise? What's a social enterprise? What do you mean? But now they understand. So it's taken some years, but they do. And what did you expect at that time about social enterprises? What I hoped was two things. One is that more social enterprises would grow, and that more organizations and businesses that were actually social enterprises would identify themselves as social enterprises. And the second thing I hoped was that we would be able to change our business world in the UK, because we are very old-fashioned. We have a capital business form, or we have public services, and social enterprise sits in the middle. So we needed to create new legal forms. So I hoped that that's what we would do, and we have been successful. It has taken 20 years, but we are getting there. Please, could you share how you support the development of social enterprises in the UK, especially in the development of the comprehensive ecosystem, enabling the recognition and development of the sector nowadays? In 2001, we had a new government in the UK, and they were investing a great deal of money in business development. And it was clear that social enterprises were not getting any of that investment, and that was because they were not recognised. So actually that was the beginning of creating an ecosystem and calling together all the different organisations who were involved in social enterprises and cooperatives, and saying, you need to speak with one voice. And that's what led to the creation of Social Enterprise UK. So I was its founding chair. I chaired it for the first 8 years of its life, and then I stood down because I think that when you have a baby, you have to let it to become independent, and it has continued to grow and is now a huge organisation and is recognised across the UK government and indeed the world as the voice of social enterprise in the UK. So that was about creating the ecosystem. And from that have grown many things, like the development of specific financial products for social enterprise, so social investment,
The development of legislation and public policy that supports social entrepreneurs and people who, the development of courses in our universities is very important. Young people wanting to set up social enterprises can now go to British universities and learn how to do that. And please, can you share what would be the biggest or the most important lesson have you learned from possession of develop social enterprise in UK? Well, you always have difficulties when people are ignorant of what you're talking about, so you have to educate people. There's also suspicion from the private sector that somehow you're seeking special advantages for social businesses. So it's a question of persuading people in the private sector and large corporates that this is not a challenge to them. We are part of a competitive economy. We are part of a mixed economy, and that's the way it should be. There's also, in the public sector, we had the issue that the trade unions were very suspicious that if something wasn't run by the public sector, that somehow it was the private and therefore wrong. So we've had to, and we still have to, convince people that actually social enterprises are not taking away people's businesses or people's jobs, but actually giving them more jobs, more control. You have to have really good partnerships, and also that you need political support from across all the political parties, because in the UK we have 3 or 4 political parties. We have parties of the right, who are now in government, we have parties of the left, and we were in government for many years. So you have to have support for social enterprises across all of those political. That's the biggest lesson, is that you can't do this alone. You need partners with business, you need partnerships with NGO community, you need a strong voice, but you also need a public policy framework on which there is agreement across political parties. And that's the bit, if I did nothing else, that was a big achievement. So David Cameron, our Prime Minister, who is not of the same party as me, he and I would agree about social enterprises and how you develop them. We would have an agreement about that. So I claim that as one success. Theo thống kê của chính phủ Anh, hiện nay ở quốc gia này đang có 68.000 doanh nghiệp xã hội tạo việc làm cho hơn 1 triệu lao động với doanh thu hơn 30 tỷ bảng, đóng góp 5% GDP hàng năm của nước Anh. Tuy nhiên, có một thực tế là các chính sách liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp xã hội mới chỉ được quan tâm và thúc đẩy mạnh mẽ trong khoảng 15 năm trở lại đây. Năm 2002, chính phủ Anh lần đầu đưa ra chiến lược phát triển doanh nghiệp xã hội với sự tin tưởng khối doanh nghiệp này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu của chính phủ. Social enterprises in the UK have been established for a very long time, and the laws and regulations that support the development of social enterprises are stipulated and enacted. Does this reflect the changes in how government sees the sector and its role, or only until now that is its right to do so, or because of any other reason? I wouldn't say that we've succeeded in creating all the right kind of frameworks that we want to have in the UK. We did create a new business form called a community interest company that's specifically designed for social enterprises. And we did that many years ago, 10 years ago. And we did that because it's the first business form that's been created in the United Kingdom for 100 years. So it's the first time we've had a new business form for 100 years. So we're not very quick at these things sometimes. And we did that because we wanted to have a business form that would do two things. One, it will be something that will be easy to do. It's very easy to set up a company in the UK. I could set up a company next week. It's very, very easy to register and set up a company. We needed a company that was a social enterprise that could be as easy to set up, and that's what we did. But the second thing that it does is it does what we call an asset lock, so that the wealth within a social enterprise cannot be used for private purposes. It cannot be taken by an individual or by a group of individuals. It's locked. So if the social enterprise fails, and of course, just like any other business, social enterprises can fail, the assets of that business have to go to its social purpose. They either have to go to a similar organisation, or they have to go into a social purpose like that. So
That's why we created that company. But actually, social enterprises in the UK have lots and lots of different business forms, but they all have this asset lock. It's very important, is that. So if your social enterprise owns land, you do not want that land to be sold to a private individual. By some mistake, you need that land to be owned by the social enterprise and forever, you know, in perpetuity, as we call it in the UK. And that's very important. And thank you very much. Chương trình Sáng tạo xã hội và phát triển ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.